Chào mọi người, với cái trang phục này thì Như muốn tạo ra những cái hình ảnh mới mẻ và cũng như là những cái hình ảnh thú vị để gửi đến tất cả mọi người. Và mình cũng muốn nhắn gửi đến mọi người thông điệp đó là người phụ nữ dù cho ở thời kỳ nào thì làn da vẫn chiếm 80% sự tự tin, đặc biệt là làn da mặt của tất cả chị em phụ nữ. Ngày xưa thì các chị, các cô cũng đã phải dùng rất nhiều tâm tư để có một làn da đẹp. Và hồi xưa thì mất nhiều công sức hơn, còn ngày nay thì đã có face serum của nhà mỹ phẩm Đông Anh. Face serum của nhà mỹ phẩm Đông Anh là bất chấp trời nắng nóng, mọi người vẫn có một làn da đẹp, không bí da. Và thêm cái nữa là face serum này á, là nếu như mọi người đang có tình trạng thâm nám mụn tàn nhang thì mọi người hỏi là em ơi tư vấn đi, thì Như hay nói với tất cả những bạn mà tư vấn viên của nhà Nguyễn Huỳnh Như á, là các em muốn tư vấn mà khách có thể tự tin trong thời điểm này, các em đừng nói công năng, các em đừng nói là có thành phần vitamin A, vitamin C, rồi có serum chất Hàn Quốc gì đó, nó rất là cầu kỳ và khách hàng họ không thể cảm nhận được sự chân thật của nhãn hàng mình. Cho nên là Như nói với tất cả mọi người khi kinh doanh á, cùng với sản phẩm của Như á, là Như đã bán cái dòng này 6 năm, cho nên Như có rất là nhiều những cái phản hồi tích cực của những cái khách hàng đã có tình trạng thâm nám mụn tàn nhang và họ đã không còn tình trạng đó, lấy lại vẻ thanh xuân và tự tin rồi. Cho nên là chúng ta cứ thoải mái gửi những cái phản hồi đó đến cho khách. Nếu như khách nói khách bị thâm, em cứ thoải mái gửi một hình ảnh của khách hàng đã bị thâm trước đó, rồi sau đó họ đã lấy lại được cái vẻ thanh xuân và tự tin hết thâm như thế nào, thì tự động những cái người mà người ta có cái khuyết điểm mà bị thâm đó, họ sẽ tự động có một cái lòng tin là bạn này giống tôi, bạn này hết, tại sao tôi dùng tôi không hết. Giống như các bạn đi thẩm mỹ viện cũng vậy á, các bạn tìm hiểu thẩm mỹ viện, vì sao các bạn chọn thẩm mỹ viện đó, vì có phải là họ đăng rất là nhiều hình ảnh trước và sau khi nâng mũi, trước và sau khi làm đẹp mặt nè, rồi mông nè, rồi ngực nè, đúng không ạ? Thì giống như mỹ phẩm cũng như vậy thôi. Và Như làm ăn thì luôn luôn với một cái tâm, đó là nó có sắc, mắt có chứng. Như thích cái gì nó rõ ràng, Như thích cái gì nó minh bạch, và Như thích cái gì hiện ra trước mắt khách hàng, đó là cái mà giúp cho mọi người có thể tự tin mua sản phẩm của nhà Nguyễn Huỳnh Như. Và mọi người ơi, nếu như mọi người đang có tình trạng thâm nám mụn tàn nhang, cứ để lại thông tin bên dưới Như tư vấn cho mọi người nha. Ok.